Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này mới đây đã đẩy lùi một làn sóng tấn công của Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Kyiv. Theo hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad của Nga đã tiến hành các hành động tấn công và cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến. Nhóm này cũng đã đẩy lùi chín cuộc tấn công của lữ đoàn xung kích cơ giới 14, 32, 44 và 95 lực lượng Kyiv ở gần Novoselovskoye, Osana và Sinovka. Tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới 85 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải cũng như hai pháo tự hành, một M09 Paladin do Mỹ sản xuất và một Grab do Ba Lan sản xuất. Trong khi đó, ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở gần Krasnogorovka và Nevenskoye. Nhóm này đã phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine gần Toresk. 250 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện, 1 xe M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo kéo D-20 và 1 radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy theo hướng này. Theo hướng Krasny Liman, nhóm lực lượng Center của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 67, lực lượng Kiev gần Kumino, có tới 55 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 cầu pháo D-30 bị phá hủy. Ở hướng nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã thực hiện một loạt những cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa nhằm vào lực lượng Kiev ở gần Staromyskoye. Theo bộ này, 140 binh sĩ Ukraine, hai xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và một khẩu pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa ở hướng này. Ở hướng Zaporizhia, hai cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine đã bị đẩy lùi ở gần Rabotino và Verbovoye. Hơn nữa, hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 117 đã bị phá hủy gần Kirovo. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, lực lượng Kiev đã chiếm mất 107 binh sĩ, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một khẩu liệu pháo M777 do Mỹ sản xuất theo hướng này. Ngoài ra, 35 binh sĩ Ukraine và 5 phương tiện cơ giới đã bị vô hiệu hóa do lực lượng của quân đội Nga ở hướng Rabutino và Verbovoye. Hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 117 đã bị phá hủy gần Kirovo. Các nguồn tin của Nga cũng đã chia sẻ các video cho thấy hàng chục phương tiện quân sự Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong các trận chiến gần đây ở Donetsk, Zaporizhia và một số hướng khác. Tổn thất bao gồm hai hệ thống phòng không tầm ngắn Stella 10, ba xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và hai xe chiến đấu bọc thép Tiger do Mỹ sản xuất. Bất chấp những tổn thất nặng nề gần đây, em có thể sẽ không dừng cuộc phản công. Vài ngày tới, nhiều khả năng sẽ chứng kiến các cuộc tấn công lớn hơn của lực lượng Kyiv, đặc biệt ở hướng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video tổng hợp, ghi cảnh hai UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV) đánh vào công sự và tiêu diệt xe tăng đối phương trên chiến trường. Trong lúc bay, camera gắn ở mũi UAV sẽ ghi hình thời gian thực và hình ảnh đó sẽ được truyền trực tiếp cho các tra thủ UAV ẩn nấp một vị trí bí mật cách xa mục tiêu. Có thể thấy trong clip, UAV có hai cánh quạt ở phía trước. Bên cạnh đó, Nga còn sử dụng một UAV trinh sát, cung cấp góc nhìn thứ ba về khoảnh khắc UAV nói trên, lao vào mục tiêu và phát nổ. Trong xung đột Ukraine hiện nay, quân đội Nga đang sử dụng lượng lớn các máy bay không người lái UAV để vừa tạo hiệu ứng tác chiến, vừa giảm thương vong cho các binh sĩ Nga. Trong một thông tin nóng, Ukraine vừa qua đã nhận trách nhiệm về vụ tập kích cầu Crimea hôm 17 tháng 7 được thực hiện bằng các máy bay không người lái UAV có chứa thuốc nổ. Theo Pravda Ukraina, ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan tình báo của Ukraina SBU xác nhận với truyền thông Mỹ rằng một máy bay không người lái UAV có tên C-Baby, được phát triển nội bộ cùng hai chiếc UAV khác mang theo đầu đạn nặng 850 kg đã tấn công cây cầu Kerum vào ngày 17 tháng 7. Vụ tập kích khiến cho hai người thiệt mạng, một nhịp cầu bị sệ xuống, tuyến đường sắt trên cầu bị hư hỏng ông maliuk cho biết bằng những chiếc uav này chúng tôi đã tiến hành một cuộc tấn công thành công vào cây cầu nối liền nga với bán đảo Crimea. ông cũng khẳng định ukraine là bên đã thực hiện các vụ tập kích gần đây vào một tàu chiến và tàu chở dầu của nga mà kiev cho rằng đang làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho quân đội nga kèm theo xác nhận này cơ quan tình báo của ukraine đã phát đi một đoạn video cho thấy tầm nhìn của phi công trong khoảnh khắc trước khi một trong những chiếc uav sea baby đâm vào trụ bê tông của cây cầu cơ quan này cũng cung cấp hai đoạn video khác cho thấy tác động ngay lập tức của hai vụ tập kích video cho thấy một phần của cây cầu bị gãy khiến giao thông gián đoạn mặc dù tuyến đường sắt đến bán đảo không bị ảnh hưởng vào thời điểm đó ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng đã ám chỉ sự tham gia của mình cây cầu đã ngủ yên một lần nữa spu khi đó bình luận các vụ tập kích nhằm vào Crimea có xu hướng tăng lên gần đây. Giới quan sát cho rằng Ukraine dường như đang tìm cách cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ Crimea đến các tỉnh miền đông và miền nam Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 8 đã ký xác lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày kéo dài đến ngày 15 tháng 11. Tổng thống Zelensky lần đầu công bố thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và đã gia hạn tình trạng này lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất diễn ra vào ngày 20 tháng 5 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 8. Theo kế hoạch, quốc gia này sẽ đến hạn bầu cử quốc hội vào tháng 10 và bầu cử tổng thống vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không tổ chức hai cuộc bầu cử quan trọng trên, cho đến khi tình trạng thiết quân luật do chiến sự đang diễn ra với Nga được dỡ bỏ. Người phát ngôn của Verkhovna Rada, ông Ruslan Stefanchuk, cũng lưu ý rằng theo luật, Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Khả năng hoãn các cuộc bầu cử sắp tới của Ukraine ngày càng gia tăng, trước tình hình của xung đột với Nga đã bước sang năm thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.